Mẹ con nói nghe nè, bữa nhà mình có khách á, con mua quá trời trái cây ăn luôn mà cũng không có hết. Giờ làm sao mẹ, mỗi cái dương chút rồi còn quá trời luôn. À, hôm bữa con có bọc ni lông để con bảo quản trái cây không? Dạ có, bữa mẹ dặn con là dùng này màng bọc thực phẩm bọc lại á. Dạ thì không sao đâu, con có đem ra đi. Rồi mình dùng những cái trái cây bữa hổm mà con còn dư mà con bọc lại con bảo quản vẫn còn tốt đó. Mình đem ra đây mẹ sẽ chỉ cho con chế biến món rau câu trái cây. Dạ. Nè mẹ, trái cây con nghe lời mẹ con bỏ tủ lạnh nè, bọc màng bọc thực phẩm tới giờ nó vẫn còn tươi ghê á. À, để mẹ coi. Ờ rất là ngon, còn tươi luôn. Rồi thôi bây giờ mẹ con mình bắt tay vô mình làm nè nha. Dạ. Đây là 1 lít nước, mình pha với 1 gói rau câu mà nó có sẵn bán ngoài chợ, 1 gói là 10 gram. Dạ. Tương ứng với 100 gram nước đường, tùy theo khẩu vị người ta ngọt. Thì con sẽ bỏ thêm, còn lạc thì con bớt ra. Ha. Dạ. Con khuấy trước nha, con khuấy trước khoảng chừng 5-10 phút cho nó tan cái bột ra, xong rồi con nấu. Con biết không? Dạ. Hôm Chủ nhật tuần rồi á. Dạ. Con đổ cá ngựa đó, con thắng mẹ mà con nó hồi không dám thắng mẹ đó. Con nói con trả tiền lại cho mẹ đi, biết không? Nhớ không? Dạ. Mỗi lần con chơi mẹ con không dám thắng mẹ ơi. Con thắng mẹ cũng như... Không mà nói thì sao, con cứ thắng mẹ đi. Dạ. Không sao hết. Mất quá mẹ cho con ăn cơm khô quẹt thôi. Đó, bởi vậy đó nên thôi để con thà con lên thua đi mẹ. Đừng đá mẹ được rồi, đá mẹ què chân mẹ đi chợ cũng được thôi. Dạ con sắc xong rồi mẹ ơi. Rồi xong mẹ sẽ nấu nè, giờ bỏ đường dùng khuấy nha con. Dạ. Cho nó đều. Đó, cái mình làm 1 lớp, rau câu có 1 lớp trái cây. Dạ rồi xong rồi mẹ. Rồi, rồi bắt đầu mình đổ nè. Con lấy cái giá đổ, lấy cái giá đổ đúng rồi. Làm gì cũng to hết, tát hết. Rồi, lấy cái giá đổ từ từ, đổ đầy lên luôn đi. Hôm nay mình nấu rau câu nhiều mà đổ đầy lên. Từ từ. Rồi. Rồi. Mẹ, đông rồi nè mẹ. À, mở ra coi. Đó. Đó. Oh. Ngon quá. Ngon quá. Wow, ngon quá. Cách ra thưởng thức thôi. Ôi, ngon quá mẹ. Rồi, nhờ vậy mà trái cây ăn 1 lần hết mà không những lạ mắt mà ngon nữa. Không phí tí gì hết. Không bỏ được cái gì hết. Khi chúng ta sử dụng trái cây không hết, còn thừa trái cây thì chúng ta sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc trái cây lại, bỏ vào tủ lạnh sẽ giữ trái cây chúng ta tươi lâu hơn.